Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả. Xin kính chào nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh. Trước khi vào chương trình, xin mời ông có đôi lời với quý vị khán giả. Trong cái lịch sử phát triển của nhân loại, hệ thống kiến trúc từ buổi sơ khai cho đến cái thế kỷ 21 hôm nay, chúng ta đã đúc kết ra rất nhiều các cái sự thất bại và những cái thành quả của con người. Người Á Đông cũng đã sớm hình thành một số các cái học thuyết, một số các cái quan điểm. Và trong cái tiến trình phát triển thì chúng ta luôn luôn vẫn chọn lọc các cái kinh nghiệm, các cái kỹ năng, các cái học thuyết mà trong từng thời kỳ để lại toàn bộ những cái di sản. Trong toàn bộ tất cả các giải chương trình của chúng tôi, ta cố gắng trên toàn bộ các vùng miền từ phía Nam, phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, qua đó tổng hợp toàn bộ các cái nhận xét để nhằm đưa tới đối với quý vị tất cả những cái thông tin. Có thể mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình, mỗi một tổ chức, chúng ta rút ra những cái đánh giá và cũng hy vọng bằng cái sự bày tỏ thì nó như một cái tấm lòng của tập thể chúng tôi đang gửi tới các quý vị. Thưa ông, vị trí kiến trúc này thì tại sao lại vẫn đang phạm phải đao sát ạ? Chúng ta đều được biết rằng cái tọa sơn hướng thủy, về mặt bản chất cái kiến trúc phía sau lưng chúng ta là đang được nước, tức là các con đường đang ôm bao bọc rất đẹp. Tuy nhiên trong vấn đề cái cấu trúc của Minh Đường tại cái giải kiến trúc phía sau đã tạo thành một cái hình chữ V mà chúng ta đang quan sát đây. Trong kiến trúc của phong thủy, ngoại phong thủy thì họ coi các vùng vị trí của Minh Đường không vuông vắn như thế này, mà đang tạo thành một chữ V, tức là cái góc nhọn của một cái mũi tên đang bắn thẳng vào tâm của dãy kiến trúc. Chỗ này được xác định là phạm đao sát. Dạ thưa ông, chúng ta đang đứng trước một cái đường phản cung mạnh, dưới là nước lớn, trên sông nhỏ. Vậy những cái yếu tố này thì có gì giống với những cái đường xuyên tâm của mép hầm đèo không? Xin ông hãy cho khán giả của VTC được biết ạ. Trong cái thế phản cung mạnh như thế này, phong thủy học truyền thống thường người ta đánh giá cái thế của cái vị trí chúng ta đang đứng là thượng sơn hạ thủy phản cung. Đây là một thế xung sát rất là lớn. Về mặt bản chất là chúng ta đã thấy rằng trên thực tiễn đã có rất nhiều các cái vụ va đập tại đây. Và khi mà đã tiến hành mở những cái con đường được rộng ra của hai bên thì dù cái thực tiễn đã được khắc phục rất là lớn, nhưng mà chúng ta đã biết rằng các cái biển cấm về cái chú ý trong cái hoạt động tham gia giao thông cũng đã rất là một cái yếu tố. Thì rõ ràng những cái mô hình tương tự như thế này là phải hết sức thận trọng. Về mặt bản chất, cái cuộc xung sát của nó cũng lớn như những cái đường xuyên tâm hoặc là các cái đường xuyên sát, hay nói chính xác thì người ta gọi đó là lộ sát, tức là những con đường tạo nên các sát khí. Và đây này, các sĩ rất là mạnh. Các cái định nghĩa về phần sát khí ấy, thì chúng ta đã biết rằng khi rơi vào những cái thế như chúng ta đang đứng thì thường cái khả năng kiểm soát của thần kinh sẽ thấp hơn rất là nhiều ở những cái khu vực khác ngoài không khí loãng, rồi các cái chuyển động khí, rồi các cái va đập của các cái tần số âm thanh va đập bởi hai bên chiến đấu có thể dẫn đến cái việc thiếu tập trung. Thưa ông, chúng ta đang đứng trước một cái kiến trúc mà theo tôi được biết thì trong phong thủy có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau. Vậy thì riêng ông có đánh giá gì về cái kiến trúc này, xin ông cho biết ạ. Cái nhận biết là một cái toàn diện của trong ngoài. Thì chúng ta đã thấy rằng đây là một mảnh đất tuyệt mệnh sát, tức là thủy đang cao hơn so với mặt nền nhà. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là tọa sơn không có, đang mắc toàn bộ tại cái vị trí của biển.
vị trí của Bạch Hổ cũng là vướng phải một cái đường phản cung đánh rất mạnh vào vị trí của Thanh Long. Bạch Hổ thì tụt xuống về toàn bộ tất cả về hướng của Chu Tước, tức là phía đằng trước thì nham nhở đang đổ nát. Trong nội và ngoại Minh Đường thì toàn bộ tất cả các cái chướng ngại mà thuật ngữ của phong thủy thì gọi là sa sơn không chiều cùng, tất cả các cái lộ vào, tức là đường vào trong Minh Đường thì đang bị xung sát rất là mạnh. Những cái thông tin trên đều đang mách cho chúng ta thấy rằng đây là một tử trạch rất xấu. Thế thì cái thông tin ở cái vị trí trên thì cá nhân tôi cho rằng cái khả năng tranh chấp và vô chủ rất là lớn trong các cái từng cái tiểu vận, trong cái quá trình đo đạc. Rồi chúng tôi nhìn thấy hình và thế thì thấy rằng là động thế tại cái vị trí chúng ta đang đứng đang có những cái vấn đề rất là rõ nét. Nhưng vì cái tính hoàn cảnh của cái khu vực nó khó dẫn cho các quý vị quan sát. Đây nó chỉ là một mô hình có tính chất tổng quát nhận xét. Thì chúng ta sẽ lần lượt lý giải vấn đề này thông qua một vài cái mô hình cụ thể trong từng bước để chúng ta có cái nhận biết một cách sâu sắc. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa chuyên gia Quang Minh, tại cái vị trí đất mà chúng ta đang đứng như thế này, qua cái quá trình theo dõi của 3 năm qua ấy, tôi có nhớ rằng ông nói rằng là cũng ở cái miếng đất này nhưng mà sự phát triển chỉ được có nửa năm, còn nửa năm cái sự phát triển là rất khó. Và quả nhiên là như vậy, 3 năm qua, cái sự thật của cái điều ông dự báo là đúng như thế. Vậy thì ông dựa vào cái cơ sở nào để ông đánh giá mà lại chính xác như vậy ạ? Trong vấn đề đánh giá cái sự phát triển và suy vong cho một cái ngôi nhà, một miếng đất, một cái khu vực thì có nhiều yếu tố để chúng ta xét đoán. Cái thông thường thì đấy là năng lực, trí tuệ, nhận thức thông thường. Nhưng riêng trong cái góc của phong thủy học ấy, thì người ta có quan sát nhiều yếu tố, trong đấy gồm có màu sắc, âm thanh, ánh sáng, động tĩnh trên dưới vân vân. Người ta có quy nạp có nhiều việc. Hiện nay tôi với chị đang đứng tại vị trí cách thủ đô Hà Nội là 1.200 km. Chúng ta đang nằm ở trong cái địa bàn của tỉnh Phú Yên. Vì tôi muốn chọn cái vị trí Phú Yên so với một cái đầm sen tại Hồ Tây của Hà Nội để tôi rút ra hai cái kết luận như chị vừa nhận xét, rằng nếu như có một cái đầm sen nằm tại vị trí phía Bắc và một cái đầm sen cũng như thế nằm tại miền Trung, Trung Bộ thì hai cái yếu tố và các thông tin có giống nhau, mặc dù cái địa thế giống hệt nhau, nhưng xem là cái tính suy vong và phát triển thế nào. Thế thì nó có một cái vấn đề như thế này. Cái nhà chúng ta đang nhìn đây, đây chính là cái lưng của toàn bộ một cái khu nhà, người ta gọi là tọa sơn. Theo như cái nguyên tắc của tọa sơn hướng thủy ấy, thì rõ ràng rằng cái đáy nhà này phải có núi để nương tựa. Nhưng chị phải biết rằng đây là cả một cái đầm sen. Thế thì cái thuộc tính của cái hoa sen là gì? Là trong nửa năm đầu, tức là mùa xuân cho đến thời điểm chúng ta đang đứng, là cái khoảng thời điểm mà hoa nở rực rỡ nhất. Người ta biết rằng cái khí trong cái ngũ hành của cái hương vị ấy, thì cái mùi thơm là khí của thổ cục. Tức là khi mà các hệ thống hoa sen này nở rực rỡ, tỏa các mùi hương, đã tạo thành những quả núi vô hình. Đây là khí của thổ. Nếu mà một cái căn nhà mà được thổ cục vây quanh và tạo ra các cái khe nước, thì cái sơn thủy hữu tình, thì chính trong cái khoảng thời điểm mà hoa sen nở ngào ngạt hương thơm này thì cái khu vực này phát triển rất rực rỡ. Nhưng hoa sen không phải là một loài hoa là nở quanh năm, tới đến cái mùa thu mùa đông lại tàn lụi đi. Khi tàn lụi thì nó để lại toàn bộ cái mặt nước, và chúng ta lại rơi vào một cái thế, tức là không còn cái thế để nương tựa nữa. Chính cái thời điểm mà không có thế nương tựa là thời điểm mà toàn bộ cái khu vực này lại gặp khó khăn. Và trời lại chờ cho đến khi bắt đầu mùa xuân bước sang, hoa sen nở rực rỡ, thì chỗ này lại phát triển. Và cái tốc độ phát triển nhịp nhàng, qua một vài cái khảo sát và xem xét ấy, thì bản thân cái sức khỏe của những thành viên ở trong đó cũng là một ví dụ điển hình. Tức là cứ chỉ nửa năm đầu thì sức khỏe của các thành viên đều rất tốt.
Nhưng mà đến khoảng cái cuối năm thì người ta nghĩ là do thời tiết lạnh, do các yếu tố vân vân, bốn mùa thì nó có gây cái ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Nhưng thực ra thì trong đó thì với cá nhân tôi quan niệm là khí, cái vùng địa khí chỗ này có liên quan chặt chẽ đến các thông tin mà chúng ta vừa bình luận. Như thế có nghĩa là từ những cái phân tích trên thì chúng ta không cực đoan trước một cái đánh giá dự báo, vì bản chất ấy, thời tiết trong cái phương diện hiện đại cũng là một bộ môn dự báo. Họ cũng căn cứ và sử dụng toàn bộ các hệ thống công cụ hiện đại để họ quan sát và rút ra được các thông tin. Thì cái phép truyền thống họ không làm nhanh được như những cái tiến trình học hiện đại, nhưng họ đổi lại là họ có một cái quá trình dày hàng nghìn năm để trong các cái bản năng để tự vệ, họ đã rút ra được cái kinh nghiệm và kỹ năng thông qua những tri thức để họ tự bảo vệ chính mình. Và đây cũng là những thông tin mà chúng ta cần tham khảo để mà hình thành một cái nếp quan sát điều chỉnh cho mình. Thưa chuyên gia Quang Minh, theo tôi được biết thì bất kể ai khi mà trong cái thời điểm chọn thế đất để xây nhà ở hoặc là xây nơi làm việc thì đều được các chuyên gia chuyên ngành đặc biệt quan tâm đến vận thế của chủ nhân. Vậy thì vận thế là gì mà lại có cái tầm ảnh hưởng đến việc xét đoán như vậy thưa ông? Về bản chất ấy, thì người ta gọi cái này là hành vận, là người ta có quan tâm tới một cái phương pháp dự báo. Trong cái đồ trạch thuật của phong thủy truyền thống, người ta để lẽ tự nhiên của những cái người mà đã từng chọn những cái ngôi nhà để họ rút ra những cái kinh nghiệm để họ nhằm đưa tới các cái nhận xét và hướng cho những người sau này đi mua nhà, mua đất. Cái bước đầu tiên tức là người ta xét ngũ hành của người mua nhà và họ đánh giá các khu vực để chọn nhà. Tôi nói ví dụ ngũ hành là thuộc hỏa, mà với một cái người mà mua một cái căn nhà, một cái dãy nhà xây dựng một dự án mà nằm tại phương Bắc thì người ta đã biết rằng ngay từ thông tin đầu tiên là cái khả năng thắng lợi rất là thấp, thu đạt được những kết quả không cao. Trên cái cơ sở của đồ trạch thuật là ngũ hành thuộc hỏa mà mua tại khu vực thuộc thủy thì thủy hỏa tương khắc nhau. Nó còn thêm một chi tiết nữa là ngũ hành của chúng ta là thuộc thủy mà lại đi về phía nam của phương vị để mà mua nhà cũng đã là không tốt rồi. Thậm chí có một cái tên gọi là ví dụ như mua tại cửa nam về mặt, bởi vì cái chữ nam bản chất ấy, nó đã chỉ cái thuộc tính là thuộc hỏa và thủy hỏa khác nhau và vân vân. Đây chính là một cái cơ sở trong cái học thuyết truyền thống, là họ tìm các cái quy tắc của cái bên ngoài phản ánh cái bên trong, và chính từ đó thì cái phương pháp này ấy, thì người ta gọi là cái phép quan sát hành vận để tìm ra vận thế của cái người mua nhà. Có nghĩa là lúc đầu tôi dùng cái từ vận thế và hành vận, về bản chất nó vẫn như nhau. Vâng. Dạ thưa ông, qua cái trao đổi của ông thì tôi biết thấy rằng là nếu như ngũ hành của tôi là mộc, vậy nếu như mà tôi muốn đi chọn đất thì tôi sẽ nên chọn về hướng bắc và hướng nam đúng không? Dạ, vâng. Thưa ông. Bởi vì bắc nam là hai cái vị trí tương sinh đối với ngũ hành thuộc mộc. Dạ. Nếu mà chọn về hướng tây và tây bắc thì sẽ là tương khắc. Bởi vì đấy là bởi vì kim khắc mộc. Dạ vâng. Có thể có những trường hợp như thế này là người ta mua rồi thì căn cứ theo các vấn đề mua rồi, người ta sẽ quan sát rất kỹ cái chủ nhân, vì họ biết rằng cái vận thế của cái người mua đã có vấn đề. Đây là các cái technique để nhằm đi đến cái dự báo. Thế còn những cái người chưa mua thì người ta bước đầu tiên họ đưa cả một cái sơ đồ, người ta nhờ một chuyên gia phong thủy, người ta hỏi rằng là tôi sẽ mua ở đâu, căn cứ theo các phương vị đông tây nam bắc, người ta biết tuổi của cái người chủ nhà, họ đã ấn định rằng nên mua ở vị trí này, nên mua ở vị trí kia, rồi mới đến thẩm mỹ, rồi mới đến khu vực và vân vân. Thế thì như thế là cái cơ sở để người ta lựa chọn cho chúng ta vào các cái vị trí, các cái khu vực là hoàn toàn có vấn đề. Vậy thì nếu mà khi mà ai đã xem chương trình này rồi thì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ phải hỏi chuyên gia trước khi mà đi mua đất đúng không ông? Không, như thế này là mọi người đã có thể tự chọn được rồi chứ không cần phải hỏi ai nữa. Thế còn trong những trường hợp mà chúng ta đã lựa chọn thì chúng ta đã biết rằng rõ ràng trong cái khí vận của chúng ta trong khoảng thời điểm đó
là chưa thật thật tốt. Thì từ đó để tự điều chỉnh cho nó tốt lên. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Thưa chuyên gia Quang Minh, ông cho tôi hỏi một cái trường hợp, ví dụ như một quả núi mà xung quanh là có nước bao bọc như thế này, thì liệu trong phong thủy có được coi là tốt không thưa ông? Về cái thông thường ấy, thì khi người ta chọn đất thì đúng là người ta thường chọn cái tọa sơn ở núi ở đây, và họ có thể tìm cách họ xây một số cái công trình xây dựng tựa lưng vào núi. Cái mặt đường này là biểu trưng của nước thì tốt rồi. Nhưng trong trường hợp cụ thể của chúng ta đang đứng, đây là một trong số những cái mắc mà có nhiều doanh nghiệp trong cái hệ thống xây dựng hay là buôn bán bất động sản thường mắc phải cái yếu tố như thế này. Nghĩa là người ta chỉ nhìn thấy thông thường như chúng ta đang quan sát, nhưng toàn bộ tổng diện tích của cái quả núi đằng sau lưng chúng ta, cái này trong hệ thống phong thủy truyền thống người ta gọi là cái thế của khứ lai thủy, tức là nước đi bao bọc, nhưng mà cái hình và thế của cái quả núi đang biểu trưng như một con rồng đang vượt cạn. Tức là miệng của con rồng là cái đầu của quả núi rất to. Mà theo thông thường ấy thì người ta sẽ chắc chắn là những cái nhà kinh doanh họ sẽ xây những cái công trình rất là lớn ở phía đằng trước. Thì mình phải hình dung rằng các vị trí mà khi chúng ta xây dựng là đang xây dựng vào vị trí của miệng của một thú dữ. Ngày xưa ông cha ta đã ví von để dễ mường tượng và dễ hiểu. Nhưng về mặt trường khí thì chúng ta thấy đúng là như vậy. Bởi có điều kiện sẽ quan sát toàn bộ các cái tổng diện tích xung quanh, chúng ta sẽ thấy rằng đây là một loài thú dễ hình dung. Mà nếu mà những cái răng lởm chởm ở phía đầu trên, chúng ta phải hình dung là cái ngôi nhà chúng ta đang nằm trong miệng một cái con thú dữ thì như thế là không tốt. Thế thì cái biểu trưng về hình tượng chỉ là cái cách để chúng ta suy luận thông qua hình thế của cái thửa đất trên. Không phải là lúc nào cũng tọa sơn hướng thủy một cách thông thường là tốt. Trong từng trường hợp, thì chính trong trường hợp đang tọa sơn và hướng thủy như thế này là thường là gặp rất nhiều khó khăn. Và nếu mà các cái dự án mà lại xây khách sạn mặc dù là thủy động xung quanh, thì trong những trường hợp này thì thường là chúng ta chưa thiết kế xây dựng xong chắc dự án sẽ phải bán mất. Cho nên khi dùng nó chắc chắn nó sẽ phải có những cái phương pháp để xử lý cho nó giảm thiểu các cái thiệt hại. Thì có nghĩa là tọa sơn hướng thủy nhưng mà cũng tùy từng những cái trường hợp cụ thể tốt hay xấu. Cảm ơn ông rất là nhiều. Kính thưa quý vị, qua phần đánh giá của chuyên gia Quang Minh, chúng ta rút ra được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích để áp dụng vào cuộc sống thực tiễn của mình. Xin cảm ơn ông, chuyên gia Quang Minh, và chúc ông có sức khỏe tốt để luôn đóng góp những cái thông tin bổ ích hơn nữa, đồng hành chương trình cùng với chúng tôi. Xin chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình sau.